Đấy, cứ mình chế nước cho hành. Ai nhỉ? Đấy, thấy gì không ấy? Thằng ông vỡ này thì cho nó chụp. Thằng, thằng chắc sẽ phải một xí. Thì do đưa cái này. Không được rồi, được, không được dính chân. Đường này nha. Thấy xích đấy. Xanh chín đó. Rồi. Thằng ông. Ai biết được? Chả ai biết. Biết là ra khỏi ngoài là thua. Ai? Rồi, nhấc chân kia lên. Không được nhấc chân kia lên. Điểm chân kia này chứ. Đấy. Cố lên, đến tuổi năm chặn rồi. Đấy, điểm chân ở dưới. Vấn đề mà. Vấn đề rồi. À, 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 tiểu xảo ấy. Ghét, ghét. Chưa, vẫn được, vẫn đâu, được. Vẫn chạm ghét. Thế bây giờ nhảy. Rồi, nhảy đi. Hai, một, à, à, một chân ở dưới, một chân ở dưới. Rồi, nhảy đi. Nhảy cái gì? À, nhảy cái gì đi nhảy. Con này cắm đầu luôn nè. Ai à, chân gì ấy? À, 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 chân, chân. Nó trơn, nó trơn. Không được gì. Rồi, rồi. Dừng cuộc chơi. Dừng cuộc chơi. Game over, game over. Game over. Nhìn thấy sao nhỉ? Thấy, thấy đâu ạ. Chơi gì? Game over. Người tiếp theo. Trung Bình. Khó lắm. Phải có người chỉ cơ. Chỉ thì tính làm gì? Đó. Bước chân nó nẹp thế. Người tiếp theo. Vâng, khăn vàng đâu rồi? Đây. Người tiếp theo. Vào đi. Vào đi. Vào đi. Vào đi. Anh nhường em tiền nhiều. Anh à. Kiếm được tiền rồi. Đó. Đây, ông thân đây. Chân. Ông hoàng mà nhá. Dễ vừa làm chung. Nào nào nào. Nhưng mà em đang ở bờ đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. À, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi. 3, 2, 1, nháy. Game over. Game over. Cười 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 không cần phải vui. Game over. Game là kéo, dễ. Kéo vào trang cái mồm em được. Chị cười đấy. Ai à, ai à. Không thấy gì đâu, thật, em sống thật mà. Không, chúng chưa một lần sống thật. Chúng thả em ơi. Đừng, đừng té nước nhá. Sống thật mà anh. Đâu, mở đâu. Đưa mày anh ơi. Khoải thế nhỉ? Chưa, chưa được. Nếu mà nhảy ngắn quá tí lại không nhảy được đâu. Sẵn sàng chưa? Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi ra cửa này. Chân luôn vững chắc lắm. Chân to nhỉ. À. Có nhìn thấy gì không đấy? Chả nhìn thấy được. Chả nhìn thấy được. Chả nhìn thấy được. Chả nhìn thấy được. Không nhìn thấy được. Không nhìn thấy được. Y tế hơi khó đấy. Vẫn được. À. À. Vẫn được, vẫn được, vẫn được, vẫn được. Thấy chưa? Game là dễ. Người chơi mới cứ... Game over, game over. Game over. Đây em mở. Nào, người tiếp theo. Đứng ra. Đi lên cho Khánh chơi. Cho mình nhảy qua đỉnh cao quá. Lên nào. Người tiếp theo. Nguyên bất lực. Nguyên Black. Đấy. Chặn ở dưới. Ở chơi không nhìn thấy gì đâu mà lo. Nguyên Black. Ông chùm rồi phết. Ông chùm rồi phết. Người ta gọi là chặn Nguyên. Chúa tể. Chúa tể được rồi đấy. Tên nước rồi đấy. Đấy đâu mà gì. Ông chùm lên mẹ. À. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Được. Giờ dùng luôn chứ bước đầu tiên. Được mà. Vẫn một chân trên như hôm nay mà đẩy một chân trên. À, à em vừa đẩy chân trên thì cũng tính rồi. À, thế hỏng rồi. Đến lượt. Thế nhầm. Có người nhắc nhầm. Không, người tiếp theo. Trời ơi, mình kêu bạn lên. Sống thật vào. Sống thật vào, đeo sống thật. Bạn cười là giống anh cười lắm, lên liệu lắm. Ai chơi chơi chúng ta lên liệu. Ai lại còn rách nữa. Anh chụp là biết. Đừng để rách thế anh. Anh đang đục lỗ đấy. Tôi chắc đục lỗ. Đi vào, đi vào. Úi dồi. Úi dồi.
sống kiểu này làm sao mà thật hẳn đi anh nhở, thật hẳn chưa? Ôi sáng thế. Từ cứ bình tĩnh chưa, môi cho trơn à, nhận trơn từ đâu ai biết được đấy, bình tĩnh nhá, nào cứ dò được phép dò bước đầu tiên rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ok, 3, 2, 1 bắt đầu. Trượt. Nghe hơi gần nhỉ. Ok, có gần quá luôn. Quan trọng là này, thế mày em lên được ô kia rồi. Tiếp tục. Mau đi, quay lại. Tài ái. À, đều dẹp. Dẹp cầm trồn. Đâu? Như thế mình đều chạy. Cổ trang nào có mà. Nhắm mắt vào có cái đau mắt. Chạy em ơi, khó nhỉ. Từ. Mọi khi không thật, hôm nay cho thật một lần. Đây, nhìn đi, đứng đi. Đấy, nhìn chưa? Rõ chưa? Sống thật với bản thân nhá. Người thống trị những con lươn à? Chúa tể của sự lươn lẹo. Ông Trùm Ba Đắc. Ông Hoàng gọi số 1. Gì đấy? Sao lại ái già? Số 1 trăm cỏ. Từ, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ok đi. Ui. Nào. Số 1 trăm cỏ chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. Ấy à. Sao lại đi xíu? Lỡ đà. Người tiếp theo. Đi bắt đầu tiên chắc ngoài rồi nhảy mất đi anh. Nhảy nhanh quá được rồi nhỉ. Ui, ôi, ôi. Ê, em ơi, cái bình mở thế. Mắt còn trượt thế này. Mở mắt còn trượt. Nào, tiếp theo. Trời ơi, bẩn thế này. Anh em bình thế nó nát hết bờ. Đến này. Đến vượng. Không ai có thể thắng được cái trò chơi này nữa. Dặm này thì đã nát, bắt đầu anh tháo khoán. Thế là anh em nhảy. Vâng. Trượt cái là choáng. Anh đi về những giải thưởng. Đây mày giữa đã, cho nó ra giữa đã. Em không thích kiểu giữa. À, không thích giữa thôi. Rồi, nào. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi. Ok, bắt đầu. Rồi. Khó lắm. Trơn thế nhỉ? Anh mở mắt. Không. Mở cửa lắm. Tiếp đi. Không, thử thôi. Thôi nhỉ? Anh dâm của sao nào? Nào, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi. Bắt đầu. Trời ơi. Tiếp đất bằng mỡ. Trơn bằng mỡ. Chết mất. Anh Gâm gửi ra này. Nặng quá nó. Nhiều lúc là một cái lợi. Ôi trời trơn luôn đấy. Không lợi tí nào đâu. Tại em xúc không thấy nước ấy. Chúa tể của sự lên lẹo. Này, này nhìn đi. Ai lươn như em đâu. Số 100 có này. Không cho ai lên số nào. Nào, thôi. Rồi. Bây giờ ai thi xong đứng sang bên kia. Sang bên này nhá. Đứng sang bên kia, không được động vào đây nữa nhá. Không được đả kích tâm lý đối thủ. Nào, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mạnh vào. 3, 2, 1, bắt đầu. Được. Ra mình chọn cái chết. Sao lại cho chúng tôi nhảy lên nữa không? Đâm thế. Đưa em nhảy đi. Anh em phải nhảy từ trên cao rơi xuống ấy, đừng có nhảy chệt chệt chân đó. Cao được sáng hộ chứ bá mất. Đây này chết chết, nó có sự trả qua vòng 1 đây này. Người tiếp theo, Thế Nhâm. Sẵn sàng nhá. Ok. Bắt đầu đấy. Mông lung này. Dùn đấy. Đây nhá. Bây giờ, nào thôi. Hết. Sửa rồi, hết. Bây giờ, để giảm độ đơn giản cho trò chơi nhá. Được phép, các thí sinh sẽ được phép mà giả dụ rơi một chân đấy. Thế nào nhỉ? Được giơ một chân lên trước nhưng mà không chạm đất. Ui.
hòn đá này, có hòn đá này đi ạ, cách chân này. À sẽ được dơ thế này, nhưng mà không được không được chạm, không được bước mà phải đấy nhảy được. Ok, thế nó dễ một tí. Bỏ hòn đá này đi. Đó. Thế cái kiểu gì? Thế này á? Thế thì cô đợi chí hỗ. Là sẽ được. Nào, bắt đi, quay lại. À, đến ai nhỉ? Đến mau đi nhỉ? Mau đi. Nhanh lên. Nào, nhanh lên. Phải lắm à. Bỏ cái đây đi. Ừ. Không được. Không được em ơi. Lật chơi là lật chơi chúng. chưa làm gì ảnh. Buộc đá. Chúa tể sự liên liệu. Sẵn sàng chưa? Mau đi. Bắt đầu. Ấy. Toạc toạc cả. Trơn lắm. Dậm xuống. Giải đầu tiên này hát nhiều nước quá chả trớn. Ai 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 ai. Rồi. Dậm. Bây giờ sẽ được phép thế này. Cả tránh nha. Đây, nhảy ra đây. Trơn quá thì có thể thế này được. Xong rồi không được nhấc chân. Khó thế, khó hơn này. Được, tức là được đỡ một chân nữa. Đấy, được thế. Được. Dậm thế thì đơn giản quá. Thế bọn anh chân dài, bọn anh cứ nhảy bắt được. Đây, đừng nói nhảy. Cái gì bảo anh nhá? Số mới đây, số 2. À thì à, áo. Rồi, tiếp theo, tiến vượng. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tiến vượng lách. Ok, bắt đầu. Chân nghe run lên đánh đàn ghê đấy. À, cửa ải đẹp quá rồi. Cửa ải khó quá rồi. Đấy chứ, nhưng bắt trượt đấy thì có thể đấy được mà. Không am được. Hả? Nó trôi dưới, ở trôi dưới nước. Đấy, à, thế được mà. Vì nó là khác. Trôi dưới này. Ok, người tiếp theo. Cung sống Phật. Chúa tể có những lời hứa. Ông chùm. Ông chùm 80%. Ok, người tiếp theo, Trung Minh. Sao dài không nhỉ? Ai thắng được trò chơi này à? Được chưa anh nhỉ? Được rồi, ok. Ok à? Ai giảm cái gì? Không thắng được. Không thắng được. Nhảy thế nào mà lòi cả hơi ra. Nó không giống như thử á. Anh nhìn ba phát đi à? Tiếp. Nào, đến đây. Nào, dễ. Đâu, đến. Đây. Bắt đầu đến, ông Hoàng chạm gió ấy. Bắt đầu này. Chạm nguyên. Này, anh chưa chạm gió phát nào rồi. Rồi, gió đây. Rồi. Rồi. Không gì? Rồi. Không được bước. Nhảy lại. Nhảy lại. Không được bước. Rồi. Quá chuẩn. Thẳng đường. Quá chuẩn. Nào, không phải nữa. Không được đấy. Thế nên được cô. Có được giò không anh? Không, không giò, ai được giò? Đến đây là không được giò đấy à? Ờ, không được giò. Đến được không có lắm. Thật tí nữa đi. Quay! Ây da! Cái thứ quả tôi chạy chết không được. Đó, nhưng không được hát nước chân. Cẩn thận nhé, Cái này loạn dài nhất đấy. Quay! Đó, mày! Đấy, cười cười đấy. Bốc nấc này chưa ai lên được đâu. Ảo cái gì sao lại khô thế? Khô nước nhạt thì kia lại khô. À, muốn ướt thì cho thêm tí ướt nữa. Muốn nước là tận thế này ấy. Phải nhầm rồi. Đừng đấy. Thôi, thua rồi. Phải nhầm đừng ăn nước. Đừng ăn nước, phải nhầm khô mà rồi.
lệch 90%. Nghe thế nào đến bắt đầu càng nghe càng thấy nó khô khô. Mày chả thể nghe được không? Đến ai nhỉ? Đến nhâm thế. Trời ơi. Nghe lúc hai bậc được không nhỉ? Được. Nắm bậc. Một lúc cân bậc. Cái này đi ủ ngay hơn. Không. Tạp vật. Không gì hay đâu. Nghe vậy. Rồi, ok. Bắt đầu. Chưa được. Bây giờ được phép gọi là rút lại một chân nhá. Được rút lại á? Không, tức là cái này nhỏ ok. Chỉ được một phát như thế thôi. Hai phát đi anh. Phát vào. 9 hố cơ mà. 8 hố. Được tất đi. Không được tất được. Được giẫm chân để xuống để cho đỡ ngã, hiểu không? Sợ là nào ấy? Đúng nữa, chân xuống. Ok chưa? Bắt đầu. Nhét rồi đấy. Rồi, vậy. Vẫn được. Vẫn còn một chân được. Một lần hết quyền sử dụng. Hết quyền sử dụng sự trợ giúp rồi. Ba chân xuống đất rồi. Đi thẳng. Này, chân để nguyên vị trí sao nguyên chuyện đấy nhỉ? Ui, hố này cặp tụ. Nó mắc thế. Mắc nó gần đấy thế. Nín thở ghê đấy nhỉ. Hồi hộp à. Nào, các thí sinh sang bên này để cho bên kia nhìn rõ tiền. Mồ rộng đấy nhỉ. Ui dạ, cho bên kia nhìn rõ tiền. Ui, đối nhìn thấy gì đấy? Từ đâu? Rồi, thế thì mình tin. Nó vào mắt. Dương thắng băng chứ. Đấy, thắng băng. Đúng rồi, Dương thắng băng với nhảy. Hay bảo nó nhảy liền hết luôn. Đấy. Được nhảy liền hết luôn. Anh bảo thế vừa xong á. Nhảy liền đi. Ai được? Anh Nhâm bảo có nhảy được nhảy 2-3 phát liền không? Được. Xong rồi, anh bảo là nhảy hết luôn được. Anh bảo được nhảy 2 ô không? 2 ô. Xong anh bảo nhảy được hết. Nhảy 1 phát 2 ô đi.
Ông thế nó dễ quá. Trời ơi. Thế này nó đơn giản quá. Đơn giản anh chỉ chơi đi xem nào. Chơi. Nhắm mắt lại. Chơi được thì sao? Chơi thế này gì? Thế này gì? Đúng rồi. Đấy. Anh chơi đi. Đấy. Hai bát kiểu gì được. Ba phạt luôn. Ba phạt luôn này. Chơi đi. Bên lại. Ba bát là thế nào? Đây nhá. Được. Trời ơi. Bịt mắt lại nào. Chơi không? Chơi. Bao nhiêu? Chơi như nào? Hai bát nhá. Ok. Bịt mắt lại. Anh bịt mắt lại đấy, bịt khẩu trang lên. Ok. Cặp vào. Xe cái đấy ra. Xe ra. Đấy. Cái này thì dễ đấy. Cái nào vội thế. Cho anh nhảy 3 phát luôn. 3 phát luôn anh ạ. Nếu mà giả được. Từ từ. Bắt đầu ra. Nào. Hai lần nhá. Ok. 3 lần luôn. 3 lần đấy. Tao mà đến được cuối ấy, là tao chỉ lấy 1 triệu thôi. 1 triệu thôi. Ok nhá. Mỗi anh em 200. Mỗi anh em 200. Đúng rồi. Bây okay. Đây là 5 anh em. Cho hai lấy luôn. Hai lấy luôn. Ok. Cố mạo luôn. Quá đơn giản. Bắt đầu. Đơn giản à? Từ từ bỏ áo đã. Cho hai phần nữa. Cho hai. Bỏ áo luôn. Rồi. Bật. Ôi hỏng mất cái áo ấy, hàng hiệu. Rồi. Nào. Ra lại về đâu đấy. Áo chỉ cần em 50.000 bỏ hàng hiệu. Rồi. Đây cho giò đi, giò đi. Đừng đi kìa. Ừ, giò đã. Đấy, đừng đi chơi. Ok chưa? Phá hết nhỉ. Bắt đầu chưa? Hả? Sao chưa? Ok, sẵn sàng. Bắn này phải từ từ. Đi từ từ thôi, nhanh nhỉ. 1 2 3 bắt đầu. Huh?